mình là đúng là xui gia tiền đỉnh rồi đó. Cho nên bây giờ không có nói nhiều nữa, chốt lại vấn đề luôn đi. Ngày giờ bao nhiêu, khách khứa bao nhiêu bàn, xong, không có lòng vòng nữa. Đâu có được. Chào chị. Tôi thấy hả, mình càng quen biết, mình càng biết thân tình cỡ nào á, rồi còn phải tính cái chuyện của hai đứa nhỏ kỹ càng hơn. Chứ đâu có thể nào mà tổ chức sơ sài được. Ủa, tại sao? Sao vậy? Trời ơi, thì dù sao thì chúng ta cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của tụi nhỏ. Bây giờ cứ ỷ y là quen biết người lớn, lỡ hai đứa nhỏ nó về nó ở nó không có hạnh phúc, rồi nó bỏ nhà rồi sao mẹ? Bà nói gì lạ vậy? Tụi nó có bầu với nhau rồi, nó sắp đẻ tới nơi, còn toan tính cái gì nữa? Ồ, mà chuyện tụi nó tưởng là đã định xong rồi mà tự nhiên giờ bàn ra là sao? Thì con chỉ khuyên mọi người cân nhắc cho kỹ lưỡng. Còn mọi người muốn tính cái gì thì mọi người cứ tính đi. Chứ con không có chấp nhận mà cái kiểu mà tính sơ sài đâu, nhà mình dù sao cũng danh giá mà mẹ. Thôi mọi người tính đi nha, con nhức đầu quá. Nè con Thơm, dạ. Mẹ nấu nướng xong hết rồi, từ sớm mẹ chuẩn bị hết rồi. Con với Thanh chút dọn ra nghe không? Dạ dạ dạ, dạ. Xin phép mọi người nghe. Không có gì, không có gì, chỉ chạy chút xíu thôi. Bà nhức đầu, bà nhức đầu, tôi chạy lên để tôi coi, tôi cho bố uống thuốc. Xong rồi tôi chạy xuống nói chuyện tiếp nha. Rồi, bây giờ má ngồi, má tiếp khách. Chờ tôi nghe chưa? Rồi. Tối nay phải có thai kết tôi được về nghe chưa? Rồi, nghe không sai không về. Con. Em sao vậy? Ai làm em bực mình? Anh đi xuống nói với người ta là không có cưới xình gì hết rồi. Lựa lời nói sao nói đi. Bạn với bè à? Bây giờ ai làm em khó chịu? Không là cái chuyện anh với ông Đức từng là bạn cũ rồi em bực mình hả? Anh quên chứ em không có quên đâu ha. Em nhớ ngày xưa á, anh cưới em, ổng là người đứng ra ngăn cản cuộc hôn nhân của mình. Nói hả, mày cưới hả, tao không có đi dự đâu. Mà rõ ràng đám cưới của mình á, có mặt ổng không? Không hề có mặt mũi. Tự nhiên bây giờ đâu xuất hiện rồi kêu người ta cưới con gái của mình. Đừng có hòng mà làm vợ thằng Thơm con nhà em. Em nhớ cho kỹ lại đi. Không nhớ thì nhắc cho nhớ. Cái ngày đám cưới của mình á, vợ thằng Đức sanh. Vợ nó đẻ làm sao nó qua nó đi tới dự. Chưa đâu ha, ổng còn á hả nói á là mày suy nghĩ kỹ lại đi à, có trời ơi tuổi trẻ một thời nông nổi như vậy rồi mày lấy về lỡ có chuyện gì rồi bỏ nhau sao. Trời ơi bạn tốt ghê vậy đó. Lúc đó thằng Đức có biết mặt của em đâu mà nó nói cái gì. Ai vậy? Nói em nhức đầu, em không gặp ai đâu á. Ủa mẹ, hai vợ chồng xuống ăn cơm đi con, cơm dọn dưới rồi đó. Xuống ăn để mẹ. Hết chiếc đầu chưa? Còn mới uống thuốc. Mẹ ngồi đi. Cách đây 30 năm, cái lúc mà Long nó về, nó nói với mẹ là nó đòi cưới con, mà lúc đó là con đang mang bầu. Thiệt tình là mẹ cũng rất nhức đầu. Mẹ hiểu cảm giác của con lúc này. Con à, bây giờ mình thử mình đặt mình vô vị trí. Lúc đó là mẹ giận, mẹ kể con nghe cái lúc đó là mẹ rất là giận nha. Nhưng mà mẹ đặt mẹ vô trong vị trí của con, vô vị trí của cha mẹ con lúc đó. Thì bây giờ mẹ cũng mong con là con thử con đặt vị trí mình là con bé Thanh lúc này đi. Nhưng mà vào vị trí của cha mẹ nó lúc này đi. Nhưng mà mẹ ơi, con à, con mời người ta tới nhà mình, con phải giữ thể diện cho nhà mình chứ. Nếu như con không đồng ý cưới á thì thôi được rồi, mẹ sẽ đứng ra thay con. Mẹ lo liệu cái đám cưới này cho tụi nhỏ.
Trời ơi, con biết á là mẹ coi con như là con gái ruột, mẹ thương con, nhưng mà dù sao thằng Tôm nó vẫn là con của con. Cha mẹ nó phải đứng ra cưới vợ cho nó chứ sao mẹ đứng ra cưới được. Mẹ tính vậy nè, mẹ sẽ lấy tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ, tiền để dành của mẹ đó. Mẹ mua căn hộ cho hai đứa nhỏ nó ở riêng nha. Mẹ mua căn hộ cho tụi nó? Không phải cho hai đứa nó đâu, mà là cho chắc nội của mẹ. Kể cả cái nhà mẹ đang ở, rồi miếng đất ở dưới quê nữa, mẹ sẽ làm di chúc để lại cho đứa con, cái đứa nhỏ trong bụng của bé Thanh á. Còn thằng Tôm nè, còn bé Hân nè, còn bé Lan nè, thì vợ chồng con sẽ lo. Ôi nhưng mà không được đâu mẹ ơi. Trời ơi, tự nhiên bây giờ nó lấy về nó ở với nhau, lỡ như mà nó sống không có bền vững, hạnh phúc nó không có đến đâu hết, nó bỏ nhau, thế là nhà của mẹ mất. Không được. Nhưng mà dù gì thì đó cũng là cháu nội của con, là giọt máu trong gia đình này nè. Nhưng mà... Thôi, mẹ suy nghĩ lại đi. Con à, nếu mà mình không vừa ý cái gì á thì con phải giữ thể diện cho gia đình. Có gì con cứ đóng cửa lại, tâm sự với chồng, dạy lại con cái. Nghe. Con biết. Con là đứa con dâu biết điều mà. Con biết cân nhắc á, cái gì đúng, cái gì sai. Phải không? Dạ. Con nghe rồi. Ôi đất ơi, bác ơi, cái này nè, chả giòn á, mình làm á, mình mua mà nó ngon dữ, nó thơm mùi cua quá vậy bác. Đâu, làm chứ mua gì chị? Con dâu tôi làm. Chị hả bác? Trời, không chỉ làm chả giòn ngon nha, bất cứ món gì con dâu tôi làm cũng ngon. Cảm ơn mẹ. Công dung ngôn hạnh là đây. À, vậy hả? Đó. Thiệt đó chị Hương, dạ. Đó không phải là nịnh bà xã tôi nghe. Dạ. Tôi mời nhân viên rồi, tôi mời khách khứa, tôi có nghe cuối tuần lúc nào cũng có tiệc các khách khứa đối tác. Cứ muốn ăn nhà không muốn ra ngoài. Ai cũng khen ngon hết. Họ nói là chỉ cần bây giờ là bà xã tôi một tiếng đi, sẵn sàng đầu tư mở nhà hàng bao luôn là full, ngày nào cũng full khách rồi. Trời ơi, thiệt tình đó nghe. Tôi nói thiệt á, tại vì biết sao bác biết không? Con thì con hậu đậu lắm, mà con dở bếp nút lắm. Mà em thấy chị trời ơi ngưỡng mộ ghê. Mai mốt mà gái mà em mà về làm dâu bên anh chị đó thì làm ơn chị chỉ dạy cho nó nấu ăn cho nó ngon giùm em nha. Dạ cô cứ yên tâm, mẹ con nấu số 1 luôn. Dạ con sẽ cố gắng học hỏi. Phải nói là thằng này là nó, nói chung là nó có phước. Nó phải nói là nó phải tu, là tu nhiều kiếp lắm à. Thậm chí nó lên núi nó tu 3 năm cái nó xuống núi 2 năm, cái là leo lên núi nó tu 4 năm cái nó xuống núi 3 năm, cái leo núi tu 5 năm nó mới kiếm được người vợ mà công dung ngôn hạnh như vậy. Anh nói giống như tôi leo lên leo xuống rất tôi mệt, tôi đụng bà hay tôi lấy đó vậy. Dạ. Tôi khen mà. Trời ơi. Khen anh là có phước mới gặp được chị. Đúng rồi. Dạ, cái gian xinh đẹp. Đi lòng vòng cuối cùng khen tôi không à. Thôi bây giờ mình để chủ đề để qua một bên ha. Dạ, dạ, đó rồi. Đến cái chủ đề quan trọng nè. Dạ. Đó là chuyện cưới hỏi hai đứa nhỏ. Dạ. Đúng rồi. Chà, không nhiêu đó mà cũng còn xả luôn. Ủa? Mẹ. Gì? Mẹ đang làm gì vậy? Chứ như ngồi trên mặt được à? Coi. Rồi. Nhà hàng rồi. Đúng rồi đã. Tính coi đám cưới á là đãi bao nhiêu khách để biết mà cân đối cái tiền. Đúng không? Ủa? Nói vậy là cưới thiệt hả mẹ? Thì cưới chứ sao. Mà nè, ba con á đang tại chức, mình lần này mà cưới vợ cho em trai con á là phải mời hết luôn. Sẵn dịp á bắt họ trả nợ. Thôi vậy mà hả, lúc trước á mẹ nói cái nhà này nè là phải có phép tắc đàng hoàng, mấy đứa nghe hư á là không bao giờ mẹ cưới đâu. Mà tự nhiên giờ cái đầu hàng ghê thiệt, lực quá trời lực. Ủa trời ơi, đánh hoài mày có duyên quá mẹ. Mày là chị cả đó nghe, mở miệng cái là chặt chém mẹ mình. Vô duyên, con gái gì mà kỳ cục. Ế là đúng rồi đó. Con không hiểu nữa hả? Mẹ không có muốn là mang tiếng ác, không có muốn là bà nội của con á nói là mẹ là khó chịu khắt khe đó. Bây giờ phải chịu thôi chứ sao giờ? Phải không? Phải vậy không?
hay là mẹ sợ là nội để lại hết tài sản cho mẹ con Thanh, cho nên là mẹ mới cưới đúng không? Con nghe nội nói rồi. Mẹ khổ tâm lắm hả con, không hiểu gì hả con gái. Mấy chục năm nay là mẹ đã nhịn bà nội con suốt rồi. Vì sao? Vì mẹ muốn gìn giữ tất cả của cải của gia đình mình. Cho ai? Cho tụi con chứ cho ai? Đó. Rồi bây giờ tự nhiên cái con nhỏ nào đâu ngoài đường á khư khư vô hốt hết của nhà mình vậy đó, chịu nổi không? Ôi mẹ lo chi xa. Nhiều khi á nội nói vậy thôi, mà dễ gì nội làm vậy. Với lại á, tiền bạc là cái gì? Tiền bạc là phù du thôi. Hay vậy ta? Tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất. Trời ơi con gái này yêu vậy. Con về rồi. Ê nhỏ kia, trả tiền cho tao. Ơi tiền gì? Cái gì vậy? Nó lừa con. Con cháu nó mượn tiền. Trả tiền đây nhanh lên. Em mua đồ hết rồi. Cái gì? Tiền mồ hôi công sức tao mày mua đồ hả? Trả cho tao cho. Thôi mẹ, thôi em nó trong nhà con tính toán làm chi vậy? Nè, coi tính phụ mẹ coi bây giờ nếu mà mình đặt ở nhà. Không có tính gì hết, tiền bạc rất là quan trọng. Đâu có giỡn mẹ, tiền mồ hôi của con mà. Ơ kìa, mày trả cho tao chưa? Mày mới vừa nói với mẹ trước đó. Trời ơi, chịu nổi không? Vậy mà mở miệng ra là đạo lý lắm. Không có ra cái thể thống gì hết trơn. Ủa tại sao tụi con là con của mẹ được, hay quá vậy hả? Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương, bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai mới hai bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.